Có phải đại đa số chúng ta đang ăn gạo sắt trắng mỗi ngày đúng không ạ? Vừa ngon, vừa ngọt, vừa đẹp mắt, lại mềm, dễ nhai. Thế nhưng ngày hôm nay, Nam Hà sẽ bật mí những cái sự thật vô cùng thú vị về gạo trắng. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Hạt thóc khi bỏ cái lớp vỏ trấu bên ngoài thì được gọi là gạo lứt. Tiếp tục bỏ đi lớp màng bên ngoài thì được gọi là gạo mầm, hay còn gọi là gạo cám. Và tiếp tục bỏ đi lớp mầm phía trên thì được gọi là gạo sắt trắng. Vậy gạo sắt trắng chỉ còn lớp phôi ở bên trong mà thôi. Gạo trắng chứa trên 90% là tinh bột. Do đó khi ăn, mức độ đường huyết sẽ tăng lên khá đột ngột. Đó là lý do sáng sớm nếu ăn một nắm xôi nhai kỹ thì giữa buổi sẽ có hiện tượng bùn rùn chân tay. Bởi lượng đường huyết tăng lên khá đột ngột, sau đó cơ thể cố gắng giảm đường về mức cân bằng. Nhưng việc cơ thể tiết ra nhiều khoáng, enzyme và các chất dự trữ khiến đường huyết giảm đột ngột quá mức. Điều đó làm cho cơ thể cảm thấy đói và run tay chân. Chính vì gạo trắng dễ ăn nên tiêu hóa nhanh, làm tăng vọt lượng insulin do tuyến tủy tiết ra. Gạo trắng chứa nhiều đường phức, làm tăng tích mỡ, tăng kích cỡ vòng eo. Đặc biệt cơm gạo trắng cực kỳ kích thích vị giác, khiến chúng ta dễ ăn nhiều. Đó là lý do nhiều người chỉ cần ăn thêm một chén cơm gạo trắng mỗi bữa thì sẽ tăng cân mất kiểm soát. Và việc ăn cơm gạo trắng thường xuyên là nguyên nhân tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Gạo trắng là gạo đã chết, mà gạo đã chết có nghĩa là không còn sự sống, rất nhanh bị oxy hóa nếu để lâu. Không tin, các bạn hãy làm thử thí nghiệm ngâm gạo trắng trong nước sau 2 đến 3 ngày thì sẽ xảy ra hiện tượng lên men và bị thối rữa. Ngược lại, gạo lứt là gạo còn sống. Cũng thí nghiệm ngâm gạo lứt như trên, sau 2 đến 3 ngày thì gạo lứt sẽ nảy mầm. Việc nảy mầm chính là sự bảo toàn năng lượng sống, còn nguyên vẹn sự sống. Do đó, ăn gạo lứt hàm lượng dinh dưỡng rất cao và cao gấp khoảng 4 lần so với ăn gạo sắt trắng. Thành ra, ăn cơm gạo lứt chỉ ăn một chén mỗi bữa thôi là đủ no rồi. Gạo lứt chính là ngọc thực, là thực phẩm rất quý. Từ xa xưa con người thường ăn cơm gạo giã cối, nên giữ được lớp màng và cám thì rất khỏe mạnh và không có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trong gạo lứt còn nguyên lớp vỏ và mầm nên rất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất, tỷ lệ hàm lượng dinh dưỡng rất cao và cân bằng. Đó là lý do những người bị tiểu đường khi ăn cơm gạo lứt thì đường huyết tăng lên không có đáng kể. Bởi chính hàm lượng chất xơ dồi dào giúp cơ thể điều hòa đường huyết, làm chậm hấp thu đường. Lớp vỏ bên ngoài mang điện tích dương, còn lớp phôi bên trong mang điện tích âm, nên ăn gạo lứt sẽ giúp cơ thể quân bình âm dương. Mà trong đông y đã nói, bệnh tật sinh ra là do mất quân bình âm dương trong cơ thể. Có một chế độ thực dưỡng ăn gạo lứt muối mè, chính là phương pháp số 7 rất nổi tiếng của ngài tiên sinh Osawa người Nhật. Không phải là gạo lứt muối mè chữa bách bệnh, mà chính chế độ ăn đó là môi trường lý tưởng, quân bình âm dương để cơ thể chữa lành hiệu quả tối đa, giúp đẩy lùi nhiều bệnh tật. Bạn chính là những gì mà bạn ăn. Chính chế độ ăn mỗi ngày của bạn sẽ quyết định thể chất, mức năng lượng và sức khỏe lâu dài. Và cuối cùng hãy nhớ giúp Nam thay đổi gạo, thay đổi sức khỏe. Và quyết định phụ thuộc ở chính bạn. Làm ơn video tạo ra vì sức khỏe lợi ích cộng đồng. Hãy chung tay bảo vệ sức khỏe mọi người bằng cách chia sẻ video tuyệt vời này tới thật nhiều người hơn nữa. Nhớ là bấm theo dõi Nam Hà để không bỏ lỡ những cái video tuyệt vời phía sau. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.